Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Thì Nhật Bản anh em. Rồi có sáng bán cho em cái này 200.000 nè, nhưng bạn đủ bao ship luôn anh em. Rồi là một con tách dây điện nha. À, một con tách dây nè. Của mấy anh Gia Băng anh em. Rồi và một cái hộp vít sửa đồng hồ nè. Cái vít này nữa ha. Rồi nguyên 3 món này bán cho anh em là 200k, chuyển khoản đủ bao ship luôn, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship. Về anh em mình lấy cái lò xo này cũng đúng bờ ấy ta, lò xo nè. Sale đẹp luôn anh em. Trên 200k, chuyển khoản đủ bao ship nha anh em.